Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tổng hợp bóng chuyền giải trí. Hôm nay kênh bóng chuyền tổng hợp giải trí tiếp tục series về những vận động viên bóng chuyền nam đội tuyển Việt Nam. Ở tập 4 này mình xin giới thiệu với mọi người về chú công Từ Thanh Thuận. Từ Thanh Thuận, chú công số 1 đội tuyển Việt Nam hiện nay. Anh sinh ngày 15 tháng 7 năm 1992, quê quán ở Tiền Giang. Anh cao 1m92, có sức bật lên tới 3m52. Anh từ một cậu bé không biết gì về bóng chuyền, tình cờ năm lớp 11 được huấn luyện viên Trần Giang Sơn phát hiện và đào tạo. Trải qua nhiều khó khăn nhưng nhờ có ý thức và sự cố gắng vượt bậc trong chuyên môn, Từ Thanh Thuận đã thực sự tỏa sáng và trở thành chủ công số 1 của bóng chuyền nam Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Từng hai lần giúp bóng chuyền nam Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 27 và huy chương bạc SEA Games 28. Đầu năm 2016, Từ Thanh Thuận hết hợp đồng với sở khứ kiến thiết Vĩnh Long. Anh chính thức khoác áo cùng Ngô Văn Kiều ở câu lạc bộ Sa Đéc Khánh Hòa. Chúc anh cùng đội tuyển Việt Nam sẽ giành những thành tích cao trong các giải đấu sắp tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người hãy đón xem tập tiếp theo về những tuyển thủ của đội bóng chuyền nam Việt Nam nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.